Chào các bạn, các thân mến, mình cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa đề số 4 trong cuốn 40 đề luyện thi vào lớp 10. Ok, các thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa một cái đề thi vào 10 theo form trắc nghiệm hoàn toàn. Bạn thân mến, với cái phạm trù đề thi vào 10 ấy, thì là tùy vào từng tỉnh thành sẽ có cái form đề thi khác nhau. Có tỉnh thì là thi trắc nghiệm hoàn toàn, nhờ có tỉnh thì thi tự luận xen lẫn trắc nghiệm và có tỉnh thì lại thi tự luận hoàn toàn. Nhờ trong một tuần này cô cho anh có 2 buổi chữa đề thi vào 10. Thì cái buổi hôm nay cô cho anh sẽ hỗ trợ em chữa đề trắc nghiệm hoàn toàn. Thế còn cái buổi tối thứ bảy, bình thường thì buổi tối thứ bảy cô cho anh sẽ hỗ trợ em chữa đề tự luận. Tuy nhiên thì các bạn nhớ cho cô như sau này. Riêng tối thứ bảy tuần này, chợ vào lúc 21:30 cô cho anh tổ chức thi thử vào 10 nhá. Bạn nhớ cho cô ấy, nhớ lịch cho cô ấy, 21:30 tối thứ bảy tuần này cô cho anh tổ chức thi thử vào 10. Cái bài thi thử này bắt buộc đối với học sinh nhóm kín, nhóm luyện giải thi vào 10 2024. Nhờ vào khuyến khích tất cả các bạn học sinh ngoài nhóm tham gia. Nhờ đến xem là mai cô cho anh sẽ đăng cái hướng dẫn thi thử, các bạn làm theo hướng dẫn là thi thử được nhé. Nhờ 21:30 thi thử, thi trong thời gian 1 tiếng thì đến 22:30 cô trai sẽ livestream chữa cái đề thi thử đó. Ok, chữa luôn nhé. Rồi, ok. Chờ, các bạn thân mến, các bạn phản hồi giúp cô xem là ánh sáng, âm thanh có ổn không để chúng ta bắt đầu vào học ạ. Cô trai anh có nghe thấy các bạn ấy phản hồi là bị mờ. Nhờ, các bạn khác có thấy bị mờ không ạ? Ok, các bạn của cô ấy, các bạn có thấy bị mờ không ạ? Để cô chỉnh một xíu nhé. Ok chưa? Rõ hơn không ạ? Cựu thân mến, các bạn phản hồi giúp cơ xem là ánh sáng âm thanh đã ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào học ạ. À? Ổn chưa, ổn chưa? Nhá. Rồi, các bạn gọi nhau vào học giúp cơ với ạ. Anh Trần Hoàng Gia Bảo ơi, anh gọi các bé nhóm kín vào học giúp cơ. Nhá. Rồi chưa? Ok. Nhờ, trưa nay cô cho anh có đăng cái định hướng thi vào 10 ạ. Nhờ, nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể xem cái phần bài đăng đó. Phần bài đăng đó cô cho anh có hệ thống toàn bộ phần bảng từ theo chính sách giáo khoa, cả cả hết sách giáo khoa mới và sách cũ, và đề thi vào 10 của em thì bám sát chính sách giáo khoa. Nên là ở giai đoạn này nếu như em không biết là nên bắt đầu học từ vựng ở đâu hoặc là ôn từ vựng như thế nào thì bạn có thể ôn từ vựng theo cái sườn sách giáo khoa mà cô cho anh có đăng đấy em nhé. Rồi, các bạn phản hồi giúp cô xem là cô chưa thấy phản hồi nào của các bạn nào cả. Chờ, các bạn phản hồi giúp cô xem là ánh sáng âm thanh ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào học nào nhá. Rồi, anh Trần Hoàng Gia Bảo phản hồi ổn rồi phải không ạ? Rồi, nếu các bạn phản hồi ánh sáng âm thanh ổn rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào học luôn này. Anh Trần Hoàng Gia Bảo gọi các bé nhóm kín vào học giúp cơ. Được chưa? Cô nhờ các bạn là gọi các bạn của mình vào học giúp cơ. Nhờ, với các bé chuẩn bị thi vào 10, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Nhờ, chúng ta chỉ còn đúng tháng 4 với tháng 5, tức là còn 2 tháng nữa là mình thi rồi. Được không ạ? Cô làm sao học từ 5, 6 lên 8, 9 được. Bạn Binsu thân mến, chắc là em ở cái mức 5, 6 là em mới ổn về phần ngữ pháp thôi. Thế còn để mà lên được 8, 9 nhợ thì em sẽ phải phải chắc về từ vựng, tức là em sẽ phải có vốn từ nhiều. Chứ em làm tốt đọc hiểu và em phải nắm chắc được cả cái phần cụm từ nhá. Xong chưa, xong chưa? Chúng ta bắt đầu này. Bây giờ cô sẽ bước vào chữa đề số 4 trong cái cuốn này. Rồi cô có câu số 1 và câu số 2. Nó thuộc phạm trù về phần tình huống giao tiếp. Chợ với cái phạm trù về tình huống giao tiếp như này thì em sẽ phải set tình huống cho cô. Tức là em sẽ phải dịch cho cô này. Để cô thấy như sau, tình huống câu số 1 là David and Nina are talking about the environmental, the environmental problem. David and Nina are talking about the environmental problem. Dịch là David và Nina đang nói về cái vấn đề môi trường. Chợ David nói như thế nào? David nói rằng I think, tôi nghĩ rằng people, mọi người. Chúng ta có cái cấu trúc là sự có vấn nguyên dạng lên làm gì mà cho khuyên bảo. Thì cô có từ public kết với từ transport, nghĩa là giao thông công cộng. Đằng sau cô có cái cấu trúc là instead of. Nhờ sau instead of cộng với danh từ hoặc là vowel end, nhớ nhá. Sau instead có thể cộng với một cụm danh từ. Nhờ cũng có thể cộng với vowel end, nghĩa là thay vì cái gì, thay vì làm gì. Trở tiếp này, cô có đằng sau người ta dùng to cộng với verb nguyên dạng để mà chỉ mục đích. Trở cô có động từ reduce là giảm, pollution là ô nhiễm.
Vậy cô sẽ dịch hoàn chỉnh câu này như sau. Chợ David nói với Linda rằng là tớ nghĩ rằng mọi người nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đúng không ạ? Thay vì ô tô riêng để mà giảm ô nhiễm. Vậy thì David đang đưa ra opinion, quan điểm, đúng không ạ? Vậy thì đáp lại cái quan điểm của David thì Linda sẽ là nói như nào? Chợ ý là I don't know, tôi không biết. Nhờ tôi không nghĩ là nó dành cho tôi. Vậy ý là của cô không phải rồi. Nhờ tiếp này. Ý C là yes, vâng, let's, chúng ta hãy. Chợ, ở đây người ta bảo rằng là chúng ta hãy làm gì cơ thì mình mới chọn đáp án ý C được. Nhờ, nên là câu số này cô sẽ không chọn đáp án ý C. Rồi tiếp này cho cô với cái anh ý D của chúng ta thì sao? Chợ ý D, nào bạn nào biết cái câu ý D có nghĩa là gì đấy ạ? Ok. Nào với cái anh ý D chúng ta có với cái từ sau, đó là từ loan, từ nghĩa là vớ vẩn. Đó ạ, thật là vớ vẩn. Vậy thì cái anh ý D của chúng ta cũng không được rồi. Do đó với câu này, cô chọn đáp án là ý B. Chợ ý B cô có là I can't agree with you more. Nghĩa là I can't agree with more, nghĩa là tôi không thể đồng ý với bạn hơn nữa, tức là tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Thì với câu số 1, cô chọn được câu đấy sẽ phải là anh ý B. Nào, sau câu số 1, chuyển cô sang với câu số 2. Nào, tiếp tục này với câu số 2, xét tình huống trong câu này cho cô xem nào. Nhờ với cái câu số 2, tình huống câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là ý gì đây ạ? Nào, với câu số 2 là what? Nhờ câu này là what are you thinking of doing when you leave school? Nào, bạn nghĩ là sẽ làm gì khi mà bạn học xong? Chợ tôm đã sẽ đáp lại như là I'm not sure, tôi không chắc, maybe, có lẽ rằng. Chợ là một cái gì đó có liên quan đến history, lịch sử. Vậy với câu số 2, cô chọn được câu đấy là ý A rồi, nhá. Thế vậy ý B chúng ta có cái cấu trúc là be great, à, something, nghĩa là giỏi, siêu về cái gì. Dịch là tớ không siêu về công nghệ, vậy anh ý B của cô không phải rồi. Chợ cô sẽ còn anh ý C hoặc là anh ý D. Ý C có với từ not much, nghĩa là không nhiều, nhận my dad is an engineer. Không nhiều, bố tôi là một kỹ sư, vậy C không phải rồi. Cho ý đây là ồ, nhận ngôn ngữ, đúng không? Không phải là thế mạnh của tôi. Vậy với câu số 2, cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý A. Sau câu số 2, chuyển cô sang với câu số 3, câu số 4. Chợ với câu số 3 và câu số 4, nó sẽ là dạng theo kiểu là câu đồng nghĩa. Thì câu số 3 nó chính là cái dạng chuyển đổi giữa quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành này. Thì cô sẽ có như sau nhá. Cái câu gốc của chúng ta có cái cấu trúc là chủ ngữ cộng với started. Ok. Theo sau nó có thể cộng với to verb hoặc là verb in, bắt đầu làm gì. Rồi đằng sau cộng với term cộng với other. Giờ nó sẽ bằng với cái cấu trúc sau. Giờ nó sẽ bằng với cái cấu trúc sau. Cô biết rồi đấy nhá. Bằng với cái cấu trúc là chủ ngữ cộng với verb chia thì hiện tại hoàn thành. Nếu em muốn nhấn mạnh kết quả của hành động. Chợ hoặc chiều thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nếu em muốn nhấn mạnh quá trình của hành động chấm chấm. Rồi sau sẽ cộng với for cộng với term. Như vậy thì nếu theo cấu trúc như vậy thì cô sẽ chọn được câu số 3 của chúng ta là ý B. Nhờ thử dịch nghĩa câu này xem này. Tức là mẹ tôi bắt đầu nấu ăn cho bữa tiệc đấy là 2 giờ trước. Nếu suy ra là mẹ tôi đã nấu ăn cho bữa tiệc đấy được 2 tiếng đồng hồ rồi. Như vậy thì với câu số 2 này, cô chọn câu số 3 này cô chọn được đáp án cuối là ý B. Nhớ tại sao mình không chọn ý A? Ý là cô có cái cấu trúc là any cộng với term, cộng với since, cộng với chủ ngữ, cộng với last, cộng với verb chia quá khứ đơn. Nghĩa là cấu trúc này là lần cuối cùng là cách đây bao lâu. Vậy nếu chọn ý A sẽ dịch là lần cuối cùng mà mẹ tôi nấu cho bữa tiệc là 2 giờ trước. Vậy thì có nghĩa là từ đấy đến giờ là mẹ tôi không nấu nữa. Vậy nó sẽ không phù hợp với ngữ cảnh của câu gốc. Thế còn ý C chúng ta có cái cấu trúc là the last time, cộng với chủ ngữ, cộng verb chia quá khứ đơn, cộng với was, cộng với term, cộng với ago. Nhờ nghĩa cấu trúc này cũng là lần cuối cùng là cách đây bao lâu? Đây là lần cuối cùng mà mẹ tôi đồ ăn cho bữa tiệc đấy là 2 giờ trước. Vậy ý C và ý A cô đều không sát nghĩa so với câu gốc. Chợ ý D của chúng ta khi mà em có là chợ xem là ở đây đằng trước cô dùng hiện tại thành, đằng sau lại dùng dấu hiệu thì quá khứ đơn. Vậy D không đảm bảo rồi, không đảm bảo mặt ngữ pháp rồi. Do đó với câu số 3, cô chọn được câu đấy là ý B. Nào, sau câu số 3 chuyển cô sang câu số 4 đi ạ. Với câu số 4 bạn sẽ xử lý được câu này của chúng ta như thế nào ạ? Ok, bạn nào xử lý câu số 4 ạ? Ok. Nào, bạn nào xử lý cho cô được với câu số 4 ạ? Cô có như sau này. Với cái câu số 4 thì câu gốc của cô người ta dùng cái cấu trúc là even though. Đấy nhá. Đúng không ạ? Cô có cái cấu trúc là sau even though hoặc là though. Đúng không ạ? Hoặc là although. Đằng sau cộng với một mệnh đề, phải một mệnh đề nghĩa là mặc dù.
Vậy thì với câu hỏi dịch là mặc dù có đằng sau có từ weather forecast là dự báo thời tiết, chứ là predicted là dự đoán là có rain, mưa. Đằng sau cô mở rộng cấu trúc ra này, cô có cái cấu trúc là decide do something, quyết định làm gì. Cho vậy với câu hỏi dịch là mặc dù dự báo thời tiết báo là có mưa, nhưng mà chúng tôi vẫn quyết định go ahead. Chúng ta có cái cụm từ là go ahead with something, nghĩa là tiếp tục tiến hành với cái kế hoạch gì đó. Vậy cô sẽ dịch là mặc dù dự báo thời tiết dự đoán là có mưa, mà chúng tôi vẫn tiếp tục cái chuyến picnic ngoài trời của mình. Vậy thì với câu số 4 này, em sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì đấy ạ? Chờ với câu số 4, ý A, người ta dùng cái cấu trúc là if. Chờ it hadn't been for. Rồi đằng sau nó sẽ phải cộng với một. Ở đây người ta dùng là it, if it hadn't been for, cộng với the fact that. Sau the fact that cộng với một mệnh đề. Đó. Rồi, nếu hoặc người ta có thể dùng cấu trúc là if it hadn't been for cộng với cụm danh từ. Đấy nhá. Rồi, mệnh đề chính của nó sẽ là chủ ngữ cộng với would. Ok, hoặc là could. Cộng với have cộng với phần từ 2. Cộng với have cộng với phần từ 2. Đấy nhá. Vậy thì ở đây xem cô này, ý của cô là dịch là nếu như không phải thực tế là dự báo thời tiết báo mưa thì chúng tôi đã quyết định nhưng mà tiếp tục cái chuyến picnic ngoài trời. Nếu như này có nghĩa là vì dự báo thời tiết bảo là mưa nên chúng tôi không đi, nên ý là của cô không sát so với câu gốc. Rồi cô có như sau này. Ý B cô có là the weather forecast, dự báo thời tiết predicted rain. Nhờ dự báo thời tiết báo là có mưa nhưng mà chúng tôi vẫn quyết định tiến hành cái chuyến picnic ngoài trời. Vậy với câu số 4 cô chọn được câu đấy là ý B. Đó không ạ? Thế này, cô có này ý C là the factor, thực tế là the weather forecast, dự báo thời tiết predicted, dự đoán có mưa, vẫn không thể ngăn được chúng tôi. Đằng sau cô có cái cấu trúc là prevent somebody from doing something, ngăn cản ai đó làm gì. Vậy là cái thực tế là dự báo thời tiết báo là có mưa vẫn không thể ngăn được chúng tôi tiến hành cái chuyến picnic ngoài trời. Vậy thì với cái câu này của chúng ta, tại sao mình không chọn đáp án ý C được? Em nhớ cô này, cái câu gốc của chúng ta chỉ ở quá khứ hết. Ở đây mà dùng là can't là hiện tại là không đúng về thì rồi. Ý C của cô sai. Trở tiếp này, tại sao mình không chọn ý D? Chờ ý D chúng ta có như sau này. Chúng ta có là discovery, nghĩa sau discovery cộng với cụm danh từ. Đấy nhá, cô có này. Even though, nghĩa cô có cái lý thuyết là even though hoặc là though hoặc là although cộng với một mệnh đề phải một mệnh đề. Chờ nó sẽ bằng với cái anh sau. Chờ nó sẽ bằng với cái anh là discovery. Ok, bằng với anh là discovery cộng với cụm nhờ inspire hoặc là inspire. Sorry, cô viết rõ xuống đây cho em nhé. Đúng không ạ? Cô có cái lý thuyết là inspire. Được không ạ? Hoặc là inspire. Đằng sau nó sẽ cộng với cụm danh từ hoặc là verb nhờ phẩy mệnh đề. Nó sẽ bằng với cái anh là even though hoặc là though hoặc là although cộng với một mệnh đề. Phẩy một mệnh đề mang nghĩa là mặc dù. Vậy dịch là mặc dù dự báo thời tiết là có mưa, chúng tôi vẫn quyết định tiến hành cái chuyến picnic ngoài trời. Về nghĩa nó rất là ok, nhưng về mặt ngữ pháp này, chúng ta có cái lý thuyết là sau despair cộng với cụm danh từ vừa bên. Trong đó em thấy được là ở đằng sau có the weather forecast, đóng vai trò là chủ ngữ, và predicted, đóng vai trò động từ. Vậy nó là một mệnh đề chứ không phải cụm danh từ, nên ý D của cô sai. Do đó với câu số 4, cô chọn được câu đấy là ý B. Ok chưa? Rồi, xong câu số 4, chuyển cô sang với câu số 5. Với câu số 5 và câu số 6 là dạng bài về trọng âm. Các bạn thân mến, nhờ các bạn tương tác với cô đi ạ, cho cô cho anh đỡ có cái cảm giác là cô đang độc thoại một mình. Xem cô xem là với câu số 5 và câu số 6 nó thuộc phạm trù về phần gì. Trợ yêu cầu của đầu bài là hãy chọn cái đáp án mà nó chỉ ra là nhờ cái trọng âm của nó được nhấn ở vị trí khác so với các từ còn lại. Vậy đây sẽ là dạng câu hỏi về trọng âm. Ok. Nào, bạn nào làm cho cô được xem là với câu số 5 và câu số 6 em sẽ xử lý được câu này của chúng ta như thế nào đây ạ? Nào, bạn nào xử lý cho cô được với câu số 5 và câu số 6 ạ? Nào, tập trung cho cô đi ạ. Ok. Nào, với câu số 5 và câu số 6 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Chọn với cái dạng bài về trọng âm thì đầu tiên chúng ta sẽ áp dụng cái quy tắc là trọng âm đối với hậu tố và âm đuôi trước. Từ nào mà không áp dụng được quy tắc trọng âm đối với hậu tố và âm đuôi thì mình mới áp dụng quy tắc trọng âm theo phiên âm. Vì với câu số 5 này, ý A cô có thể áp dụng theo quy tắc của Dawson.
Em xem cho cô xem là những từ có đuôi should thì sao. Để cho em xem cho cô nhé. Cho ở trong cái mục là hậu tố hoặc đuôi đây. Cái đuôi should này nó ở trong cái mục là hậu tố hoặc đuôi, làm cho âm rơi vào trước âm đó. Vậy thì bạn sẽ thấy như sau với cái từ là pollution. Thì là pollution, vậy rơi trước âm đó sẽ rơi luôn âm tiết thứ hai của từ. Thì với cái dạng về trọng âm này chính là cái nội dung bài học của nhóm lấy gốc tuần vừa rồi này nhá. Có bạn nào là ở nhóm lấy gốc mà đang học cái buổi học này của cô không ạ? À? Rồi tiếp này với cái anh ý B của chúng ta thì sao? Cho ý B thì đầu tiên cô sẽ thấy có tiền tố did. Vậy em sẽ xem cho cô cái quy tắc về tiền tố thì sao? Em nhìn cho cô này. Cho chúng ta có quy tắc là tiền tố không ảnh hưởng đến trọng âm của từ nhá. Không ảnh hưởng trong từ tức là mình be nó lại. Vì mình be nó lại vậy thì trong cái từ nhờ với cái từ disappoint. Nhờ vậy mình be nó lại thì cô sẽ còn chỉ còn từ là appoint đúng không ạ? Vậy cô sẽ là ơ này đúng không ạ? Point là oi. Vậy chúng ta lại có cái quy tắc trọng âm theo phiên âm như sau. Đó là trọng âm không bao giờ rơi vào âm ơ đúng không ạ? Và trọng âm ưu tiên rơi nguyên âm đôi. Vậy cô có từ point là oi là nguyên âm đôi mà. Vậy thì cô suy ra với cái động từ là disappoint, trọng âm sẽ rơi vào point âm tiết thứ 3 của từ nhá. Yeah. Rồi tiếp này xét cho cô đến với cái anh ý C của chúng ta thì sao? Cho ý C thì cô sẽ thấy được là cái từ này của cô nó có tiền tố im. Nhờ xem cho cô xem này, tiền tố này thì làm sao? Nhờ ở trong cái mục tiền tố không ảnh hưởng cho ô từ thì mình sẽ thấy có tiền tố im. Trở về thì tiền tố không ảnh hưởng đến bây giờ gốc từ của cô chỉ còn từ hai âm tiết thôi. Đúng không ạ? Nó sẽ rơi vào một trong hai nghĩa này thôi. Giờ vậy cô sẽ thấy như sao? Với từ implied thì cô có im cô rơi vào rồi, âm thứ hai cô là per. Chữ âm thứ ba là light. Nghĩa chúng ta có quy tắc chỗ cô giờ ơ. Cái này cô chọn âm dưới đi thứ ba. Như vậy thì với câu số 5, cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý A. Sau câu số 5, chuyển cô sang câu số 6. Chuyển câu số 6 sẽ là trọng âm đối với từ hai âm tiết. Mà trọng âm đối với từ hai âm tiết thì chúng ta sẽ áp dụng quy tắc trọng âm theo phiên âm nhá. Để trọng âm theo phiên âm thì mình sẽ áp dụng như nào bây giờ? À, chúng ta đầu tiên là mình sẽ phải đọc cho cô cái từ đó lên trước. Đúng ạ, rồi sau đó chúng ta sẽ, sau khi em đọc cái từ đó lên xong rồi, em sẽ phải áp dụng các quy tắc nhờ trọng âm theo phiên âm để chúng ta làm. Nào vậy thì với cái câu số 6 này, bạn sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì? Được chưa? Nào, 2K9 học tích cực lên. Đấy nhá, nếu mà cô cho anh thấy các bạn học ẻo ả như này, đến giai đoạn cuối cô thấy các bạn học ẻo ả như này, là cô cho anh sẽ cắt cái chương trình livestream hỗ trợ của 2K9 đấy ạ. Nhờ 2K9 cho cô cho anh thấy cái nhiệt huyết học tập của các bạn được không ạ? Ok. Nào với cái câu số 6 của chúng ta thì sao đây ạ? Được không ạ? Rồi cô chào Trung Hiếu ạ. Nhớ bạn nào là team nhóm kín của cô cho anh học sâu đổi lên cho cô xem, cô cho anh xem nào. Chờ với cái câu số 6 đây em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì đây ạ? Chờ với từ employee, nhớ từ này của chúng ta này, nó có thể trọng âm của nó có thể rơi vào âm thứ ba hoặc âm thứ hai, từ đặc biệt này. Trọng âm nó có thể rơi âm thứ ba hoặc âm thứ hai. Thì cô sẽ thấy được là ý A cô chắc chắn rơi âm thứ hai rồi. Chứ ý B với C trọng âm rơi thứ ba rồi, chắc chắn là cái anh D để cô cho nó rơi âm thứ ba. Chứ nếu mà cho rơi âm thứ hai nó sẽ không ra đáp án. Để nhá, được không ạ? Rồi tiếp này với câu số 6 cô có ý A. Nào từ này cô đọc là reduce nhá, đọc là reduce thì cô sẽ có re là y mà reduce của cô được phiên âm như này. Thì nó sẽ có cái âm là u dài. Chúng ta có cái quy tắc trọng âm theo phiên âm như sau. Đó là trọng âm thường rơi vào nguyên âm dài. Như vậy cô sẽ suy ra được với cái từ reduce trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, được không ạ? Rồi tiếp lại xét cho cô đến với cái anh ý B của chúng ta thì sao? Trở với cái anh ý B từ đọc là install thì cô sẽ có in là i mà store là o dài. Mình lại có cái quy tắc như sau. Mình có quy tắc là trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài. Vậy nó sẽ rơi vào âm tiết thứ hai của từ. Đúng không ạ? Rồi, bây giờ cô còn cái anh ý C hoặc là anh ý D nữa. Vậy thì với cái anh ý C và anh ý D em sẽ xử lý được như thế nào đây ạ? Nào, bạn nào xử lý cho cô được ạ? Bây giờ cô còn anh ý C và anh ý D 2K9 đâu rồi? Học tích cực lên cho cô xem nào. Nào, với cái câu này cô sẽ có ý C từ đọc là affect. Thì cô sẽ có không nhận trọng âm rồi. Vậy trọng âm rơi âm tiết thứ hai. Do đó với câu số 6 bằng phương pháp loại trừ, cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý D. Được chưa? Rồi xong chuyện cô sang với câu số 7, câu số 8 và câu số 9 với cái dạng bài tập phát hiện lỗi sai. Với dạng bài tập phát hiện lỗi sai, nếu như em không có ý tưởng cái câu đó sai ở đâu cả
thì em cứ xếp lần lượt cho cô từng phương án một. Nhờ đầu tiên, xét cho cô xem về mặt ngữ pháp nó có sai không, rồi sau đó xét cho cô về mặt ngữ nghĩa, được không ạ? Nào, ok, xét cho cô xem nào. Với cái câu số 7 của chúng ta, em xem cho cô xem là với cái câu này nhớ, xem cho cô xem lỗi sai của nó ở đâu ạ? Nhớ 2K10 học được em nhé. Nào các bạn học tăng cường, các bạn học tích cực lên cho cô đi ạ. Chợ với cái câu số 7, xem cho cô xem là cái câu này của chúng ta sai ở đâu ạ? Cô cho anh đợi phản hồi của các bạn. Bây giờ cô cho anh đợi phản hồi của các bạn. Cô cho anh không dạng trước nữa. Ok nào, câu số 7. Cô thấy các bạn chọn đáp án của câu đấy là ý C. Các bạn khác thì sao ạ? Các bạn khác cũng chọn câu 7 ý C ạ. Nhá. Câu số 7, Trung Hiếu thì chọn ý A. Đấy. Có bạn chọn đáp án ý A, có bạn chọn đáp án ý C. Nếu bạn nào là học sinh nhóm kín của cô cho anh thì cái phần này cô cho anh có dạy trong nhóm rồi đấy. Đúng không ạ? Đây chính là thuộc cái phạm trù chuyên đề về sự hợp giữa chủ ngữ và động từ. Nhưng bây giờ xem cô sao. Cô bảo với em là nếu như em không có ý tưởng cái câu đó sai đâu cả thì em cứ xét lần lượt cho cô từng phương án một. Nhờ xét cho cô xem là với cái anh ý A của chúng ta có sai không? Nào, xem cho cô xem ý A có sai không? Đó, ý A thì phải liên quan đến cái việc là chủ ngữ của em là gì. Thì cô có từ sau. Ok, câu bài cô thấy các bạn chọn ý B à? Ok, với câu này chúng ta có ý A này. Nhờ cô có từ diabetes. Nhờ cô có từ diabetes. Anh ấy cô là bệnh tiểu đường. Chợ mặc dù nó có S nhưng nó chỉ là tên của một loại bệnh thôi. Chợ vậy thì động từ của cô chia to be số nhiều là sai. Nếu sửa thành is. Vậy đây sẽ là thuộc phạm trù về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Nhá. Rồi thế này với cái câu số 8 của chúng ta. Xem với cô ý A có sai không? Ý A của cô với từ among nghĩa là trong số. Chợ nhớ này, chúng ta có cái từ là among là trong số nhiều từ 3 trở lên. Thế còn nếu mà trong số 2, giữa 2 thì người ta dùng từ between. Ok. Hay là trong số tất cả những học sinh trong lớp thì cái cô này là cái cô siêng năng nhất. Như vậy thì bạn thấy được là so sánh cái cô này với tất cả học sinh trong lớp, mà so sánh một với tất cả thì phải là so sánh nhất. Đấy. Nhưng là với câu này cô ý C sẽ sai. Chúng ta có cái cấu trúc so sánh nhất là S cộng với B. Chờ cộng với the, cộng với most. Ok, cộng với tính từ. Nếu tính từ này của chúng ta là tính từ dài cộng chấm chấm. Thế còn nếu tính từ ngắn thì sẽ là tính từ đấy thêm cái đuôi st vào. Đó không ạ? St nhá. Rồi vậy thì với câu số 8 của chúng ta ý C sai. Em phải đổi cho cô more thành most. Ok. Rồi xong câu đấy chuyển cô sang câu số 9. Với câu số 9, bạn nào xem cho cô xem là với anh này của chúng ta sẽ sai ở đâu đây ạ? Ok. Với cái câu số 9 xếp cho cô xem là với anh ý A có sai không? Nào. Ok, xét cho cô xem là với anh ý A có sai không ạ? Chợ, ý ai em có biết nghĩa của từ này không ạ? Ok, ý A cô có với gốc từ là từ person. Chợ, bây giờ nó sẽ đưa thêm bully vào. Nhờ cô có từ person, đúng không ạ? Thêm đuôi ô thành personal. Và trạng từ của nó là personally. Nhưng anh này cô nghĩa là cá nhân. Vì ở đây cô thấy có từ C là động từ. Chứ động từ đi với trạng từ. Vậy về mặt ngữ pháp nó không có gì sai cả. Dịch là mặc dù cá nhân tôi không biết được là ai là người chịu trách nhiệm cho cái đống hỗn độn này. Vậy cô sẽ thấy như sau. C biết được, thấy được ai. Vậy who không có gì sai cả. Cứ có cái cấu trúc là be responsible for something. Chịu nhiệm cho cái gì. Vậy C không sai. Do đó với câu số 9, câu này của chúng ta ý D sai. Nếu như các bạn mà để ý thì bạn sẽ thấy rằng là cái phạm trù này cô Tranh đã từng chữa trong cái buổi tối thứ ba rồi nhé. Cô có với từ sau. Căn cứ bằng từ guess, chúng ta có cái cụm từ là make. Chưa, guess nghĩa là đoán, nghĩa là đoán mò thôi. Vậy ý D của cô sai theo cái kiểu kết hợp từ. Ok chưa? Để nhá. Bạn nhớ là bạn phải học kết hợp cả cái buổi chữa đề với cái buổi tổ ôn kia nữa. Rồi sau câu số 9 chuyển cô sang với câu số 10. Với câu số 10 em nhìn thoáng qua bốn đáp án của câu này. Nhớ, dịch cho em câu 7 được không ạ? À? Rồi Trung Hiếu cô cho em dịch câu 7 nhé. Câu 7 dịch là bệnh
tiểu đường ngày càng trở nên phổ biến trên toàn thế giới, với hàng triệu người bị chuẩn đoán mắc cái căn bệnh này hàng năm. Được chưa? Rồi, xem câu này với câu số 10, em sẽ xử lý được câu này của chúng ta như thế nào đây ạ? Nào, với câu số 10, em sẽ xử lý được câu này của chúng ta như nào? Em nhìn thoáng qua bốn đáp án của câu này, em thấy rằng đây là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần từ vựng. Chợ với bốn từ, với bốn nghĩa khác nhau. Vậy đây sẽ là dạng câu hỏi về nghĩa của từ. Chợ với cái dạng câu hỏi về nghĩa của từ như này, chúng ta sẽ phải xét nghĩa của các phương án trước. Sau đó em sẽ xét ngữ cảnh của cái câu này, xem là với ngữ cảnh câu này, em sẽ cần điền từ với nghĩa là gì. Nhờ cô có ý D với từ sau. Nhờ cô có từ intellectually. Nhớ cô có từ intellectually. Từ này của chúng ta nghĩa là về mặt trí tuệ, nhớ về mặt tinh thần. Chờ, tiếp lại với câu này cô sẽ có từ recent là gần đây, economic là kinh tế, policy là chính sách. Vậy là chính sách kinh tế gần đây đã tác động, nhớ chứ câu này không thể về mặt trí tuệ được. Vậy dịch là chính sách kinh tế gần đây đã tác động đáng kể, đúng không ạ, tới cái tăng trưởng GDP, cái tăng trưởng GDP, GDP của quốc gia này. Nhớ cô nhắc lại này, câu dịch là cái chính sách về kinh tế gần đây đã tác động đáng kể tới cái tăng trưởng GDP của cái quốc gia này. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng ý đề cô là về mặt tinh thần và trí tuệ thì không phải rồi. Nhà tiếp này cô sẽ loại tiếp cái anh ý C. Tại sao cô lại bảo là cô loại cái anh ý C? Bởi vì ý C của chúng ta cô có với cái trạng từ là từ differently. Chờ với từ different, chờ differently nghĩa là một cách khác biệt. Như vậy thì cái anh ý C này của chúng ta không được. Nên là cô sẽ loại cái anh ý C này, nhờ differently. Rồi tiếp này ý B cô với từ natural là tự nhiên, đúng không ạ? Naturally, nghĩa là một cách tự nhiên. Và anh ý D cô cũng không phải. Sau đó với cơ số 10 cô chọn được ý A với từ significant. Nào cô có từ significant, bây giờ cô sẽ thấy là từ significant thêm really thành gì? Trở thành cái từ là significantly, nghĩa là một cách đáng kể. Vậy với cơ số 10 cô chọn được câu đấy là ý A. Vừa dịch là chính sách kinh tế gần đây đã tác động đáng kể tới cái tăng trưởng GDP. Chợ tới cái tăng trưởng GDP của quốc gia này. Sau câu số 10 chuyển cô sang câu số 11. Chợ với cái câu số 11 nó sẽ đi theo cái cấu trúc của used to. Chúng ta có cái cấu trúc là used to cộng với vâng nguyên dạng từng làm gì nhưng bây giờ không còn nữa. Nghĩa. Vì với câu dịch là cô ấy từ cô ấy từng chơi violin nhưng mà bây giờ cô ấy tập trung cho việc học guitar. Chúng ta có cái cấu trúc là focus on nghĩa something hoặc đối something chú trọng vào cái gì. À, vậy thì với câu này theo cấu trúc câu 11 cô chọn được câu đấy là ý B. Số 11 chuyển cô sang câu số 12. Cộng với câu số 12, câu này sẽ là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần từ vựng nhá. Vậy thì câu số 12 này, đầu tiên em sẽ xem cho cô hỏi xét ngữ cảnh câu hỏi trước. Cô có từ this là đây này. Chợ a place là một cái nơi của great. Nghĩa là great là tuyệt vời, đúng không ạ? Rồi em phải dịch tiếp cho cô cái từ đằng sau nữa. Nghĩa đằng sau cô có từ đó là từ nghĩa với từ religion nghĩa là tôn giáo, follower nghĩa là người theo. Ok. Như vậy cô có thêm một cái từ nữa, nghĩa đó là cái từ này. Bạn đã biết cái từ này của chúng ta có nghĩa là gì? Nghĩa nào? Bạn đã biết cái từ đấy của chúng ta có nghĩa là gì đây ạ? Nghĩa cô dịch là cái nơi này, đúng không ạ? Cái gì này? Là cái nơi nghĩa làm sao cho những cái người theo tôn giáo. Ok. Nào bạn nào làm cho cô được cái câu này của chúng ta? Nhờ, với những cái câu về từ vựng cô Trang sẽ chữa chậm lại một xíu cho các bạn. Ok. Ok, bạn nào xử lý cho cô được ạ? Chờ, câu này chúng ta có với từ sau này. Với từ holiness, từ đấy nghĩa là linh thiêng. Đấy. Vậy thì với câu này cô sẽ dịch là cái ngôi đền này là một cái nơi rất là linh thiêng cho những cái người theo đạo. Nhớ. Vậy thì cô sẽ thấy được là ở đây nó sẽ không thể chọn đáp án là ý A được. Đúng không ạ? Tại sao cô lại bảo rằng là nó không thể chọn đáp án ý A được? Nhờ bởi vì là với cái từ này cô nó có nghĩa là cái khu nghỉ dưỡng là khu gì rồi. Nên là mình sẽ không thể chọn đáp án ý A được là vì thế. Rồi. Tiếp nhá, em sẽ xét tiếp cho cô với cái anh ý B mình có chọn được không? Nhá. Chọn anh này cô đọc là resort, nghĩa là khu nghỉ dưỡng, ý A loại. Rồi tiếp này xét cho cô đến với cái anh ý B. Chợ với cái anh ý B thì mình sẽ thấy rằng là nó lặp lại cái từ này, đúng không ạ? Cô có với từ sau. Với từ religion, nghĩa là tôn giáo, vậy B không phải rồi.
Trời đi, cô với từ language là ngôn ngữ không phải rồi. Vậy thì với câu số 12, cô chọn được ý say với từ temple, nghĩa là ngôi đền. Số 12 chuyển cô sang câu số 13. Với câu 3 sẽ căn cứ cho cô bằng từ after. Chúng ta có cái cấu trúc sau. Đó là so after cộng với một mệnh đề. Chờ mệnh đề là cô động từ sẽ phải chia thì quá khứ hoàn thành. Mệnh đề còn lại chủ ngữ cộng với verb chia thì quá khứ đơn. Nhá, theo cái cấu trúc như vậy thì cô sẽ chọn được câu 13. Đáp án của chúng ta là ý... Chờ, câu sorry, câu 13, đáp án của chúng ta là ý D, đúng không? Ý A là hiện hoàn thành, không được rồi. Nhưng mà mệnh đề của after chia quá khứ hoàn thành, mệnh đề còn lại chia quá khứ đơn. Về với câu số 13 dịch là sau khi khách đã ra về hết thì chúng tôi bắt đầu dọn dẹp cái bữa tiệc. Nhá. Thì cô có cụm từ clean up nghĩa là dọn dẹp, dọn sạch. Rồi xong câu đấy chuyển cho cô sang với câu số 13, xong chuyển cho cô sang câu 14 này. Với câu số 14 em sẽ căn cứ bằng từ wish, nhớ căn cứ bằng từ wish là ước. Nhưng mà nhớ cho cô là ước cho hiện tại chúng ta lùi về quá khứ. Vậy cho cô ước không còn thì hiện tại đơn, ý A, à ý B loại. Cho ước cho hiện tại lùi quá khứ thì vậy trong câu ước của chúng ta sẽ không còn hiện đoạn thành, ý C loại. Cho em nhớ cô là ở đây cô có hết parents, đóng vai trò làm chủ ngữ. Vậy đây cô cần động từ chia thì câu, chứ không phải verb là ý D loại. Do đó với câu 14 cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý A. Ngữ dịch là anh ấy ước rằng là bố mẹ của anh ấy hiểu cái lựa chọn nghề nghiệp và ủng hộ anh ấy. Chờ xong câu số 14 chuyển cô sang với câu số 15. Chờ câu 15 sẽ là câu thuộc phạm trù kiến thức về giới từ. Mà phạm trù kiến thức về giới từ nó sẽ đi theo cái cấu trúc về giới từ. Nên xem cô là cái cấu trúc về giới từ ở trong cái câu này là gì? Nào, bà đọc từ cho cô được ạ. Nhớ cái cấu trúc ấy rất là quen thuộc với em luôn. Đúng không ạ? Chắc chắn là em phải làm được câu này. Chờ bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cái từ sau. Căn cứ bằng từ consist. Chúng ta có cái cấu trúc là consist, nghĩa là bao gồm, gồm có. Vậy với câu số 15, cô chọn được câu đấy là ý D. Đó dịch là ủy ban này, có từ committee, nghĩa là ủy ban. Ủy ban này gồm các chuyên gia từ rất nhiều những cái lĩnh vực, như người mà sẽ đánh giá cái đề xuất dự án này. Xong câu số 15, chuyển cho cô sang câu số 16. Với câu số 16, cô có cái cấu trúc mở rộng cho em này. Với cấu trúc là anytime, nhớ to do something, đã đến lúc phải làm gì. Đúng không ạ? Cô có cái cấu trúc là anytime for somebody, nhớ to do something, đã lúc cho ai đó làm gì. Ngoài ra cô có cái cấu trúc là anytime cộng với chủ ngữ cộng với verb chuyển thì quá khứ đơn, nhớ ạ? Nghĩa là cấu trúc là đã lúc cho ai đó làm gì. Vậy thì với câu này em thấy được là ý A với động từ là pay, ý B với động từ là take, ý C với động từ là make, và D với động từ là keep. Vậy thì câu này cô nó sẽ không phải là câu về từ vựng, bởi vì nếu từ vựng thì người ta sẽ không bao giờ hỏi em mấy cái từ đơn giản như này cả. Vậy nó sẽ là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần cụm từ cố định. Nếu cụm từ cố định thì bạn sẽ phải căn cứ bằng từ action là hành động. Chúng ta có cụm từ cố định là take action, nghĩa là hành động. Đúng không ạ? Thì đã lúc chúng ta phải làm sao để hành động và gì address. Cô có từ address ở trong trường hợp đó cho động từ giải quyết cái issue, cái vấn đề về environmental thuộc về môi trường. Cho affecting, cái vấn đề đó affecting ảnh hưởng tới our community, cộng đồng của chúng ta. Vậy cô sẽ dịch hoàn chỉnh câu này, dịch là đã lúc chúng ta phải hành động và giải quyết cái vấn đề về môi trường mà đang ảnh hưởng tới cộng đồng của chúng ta. Nhờ vậy thì với câu số 16, cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý B. Nhớ bạn Lục Nhã thân mến, tổng ôn cô cho anh like vào lúc 20 giờ của tối thứ hai em nhé. Rồi sau câu số 16, chuyển cô sang câu số 17. Với cái câu số 17, em xếp cho cô cái thành phần ở phía sau chỗ trống. Xếp cho cô xem nó là cụm danh từ hay là mệnh đề. Đấy, xem cho cô xem này. Vậy thì bạn sẽ thấy như sau, ở cái thành phần sau chỗ trống cô có từ sau. Cô có từ restaurant. Anh này cô đóng vai trò làm chủ ngữ, đúng không ạ? The restaurant. Rồi đằng sau cô có từ world. Nhờ fully booked. Anh này cô sẽ đóng vai trò làm động từ. Vậy là một mệnh đề. Chủ ngữ với động từ cấu tạo thành một mệnh đề. Nếu một mệnh đề thì cô sẽ không chọn đáp án ý D, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có cái lý thuyết là so be closer cộng với cụm danh từ trợ hoặc là verb nhớ nó sẽ bằng với cái anh sorry bằng với cái anh là because nhớ cộng với một mệnh đề nhớ mang nghĩa là bởi vì ở đây là một mệnh đề thì cô sẽ bỏ ý D. Tiếp này cô lại có ý B với từ despite đằng sau cộng với cụm danh từ trợ hoặc là verb thì nó sẽ bằng ý C bằng although cộng với một mệnh đề. Vậy đây là một mệnh đề cô sẽ bỏ ý B. Vậy cô còn A và C. Chợ ý A là bởi vì với C là mặc dù. Vậy bây giờ sẽ phải dịch nghĩa câu này xem nó sẽ chọn từ bởi vì hay mặc dù này. Chợ nhà hàng này đã được đặt hết trước rồi. Chúng tôi phải tìm một cái nơi khác để mà ăn tối.
Vậy thì với câu hỏi dịch là bởi vì nhà hàng này đã bị đặt hết rồi, nên là chúng tôi phải tìm nơi khác để ăn tối. Vậy với nghĩa là bởi vì thì câu 17, cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý A. Nhớ. Bạn Trần Kim Ánh thân mến, với từ estimate nghĩa là ước tính, ước lượng em nhé. Rồi, xong câu 17 chuyển cô sang câu số 18. Với câu số 18, câu này sẽ là câu thuộc phạm trù kiến thức về câu tường thuật. Chứ với phạm trù câu tường thuật ở dạng là câu hỏi này, chúng ta có cái cấu trúc là chủ ngữ cộng với từ ask. Ok, cộng với tân ngữ, rồi đằng sau nó sẽ cộng với từ để hỏi. Đấy nhá, cộng với chủ ngữ verb. Nếu giả dụ với câu hỏi không có từ để hỏi, thì cái chỗ từ để hỏi này mình sẽ thay bằng từ là if, nhỡ hoặc là whether, cộng với chủ ngữ verb. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là bốn đáp án của cô đều có từ why, từ để hỏi. Theo cấu trúc cô phải là từ để hỏi chủ ngữ verb. Vậy nhá, cô là từ để hỏi verb chủ ngữ lên A sai. Cho nên B cô cũng là từ để hỏi verb chủ ngữ B sai. Vậy cô sẽ chỉ còn C hoặc là D mà thôi. Nhớ vậy thì với câu này bạn sẽ chọn đáp án là ý C hay là ý D. Nào bạn nào làm cho cô được ạ? À? Với câu số 18 cô bỏ được hai đáp án rồi, bây giờ em sẽ xem cho cô là với câu này sẽ chọn đáp án là ý C là ý D. Nghĩa là dịch là anh ấy hỏi tôi là tại sao tôi lại buồn, nhỡ và hỏi tôi là liệu anh ấy có thể làm gì để giúp không. Em xem cho cô này, đằng sau cô có từ was, ok, cô có từ could do. Như vậy thì cô sẽ suy ra được đây nó sẽ là lùi về quá khứ thôi, chứ không cần lùi về quá khứ hoàn thành. Thì với câu 18 cô chọn được câu đấy là ý C. Số 18 chuyển cô sang câu số 19. Câu 19 sẽ là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh. Là cô có according to, theo như, nhớ, theo như cái our school regulation, là theo như nội quy của trường chúng tôi thì student, học sinh phải wear, mặc uniform, đồng phục, nhớ, from Monday to Friday, từ thứ hai thứ sáu. Vậy là theo như quy định của trường thì học sinh phải mặc đồng phục từ thứ hai thứ sáu. Cô có lại ý A về cái cấu trúc là should, cậu với vóc nguyên dạng lên làm gì mà chưa khuyên bảo. Chứ cái này nó là thuộc về quy định rồi chứ không có phải là khuyên bảo ở đây, là ý A của cô không phải. Thế này cô có ý D, chúng ta có cái cấu trúc là need, tôi đúng sang thế cần phải làm gì. Nhớ vậy ý D của cô không phải. Bây giờ cô còn từ must và have to. Em nhớ cô là cả cái từ là must và have to đều mang nghĩa là phải. Nhưng mà cái động từ have to là phải do khách quan, nhỡ do nội quy, nhỡ do luật pháp quy định. Thế còn từ must là phải do bản thân nhận thức thấy điều đó là cần thiết và phải làm. Về câu này căn cứ vào cái mệnh đề phía trước này, căn cứ vào cái thành phần phía trước, sorry, căn cứ vào cái thành phần phía trước thì mình thấy được là theo như quy định, theo như nội quy của trường chúng tôi. Và cái nó thuộc về nội quy, thuộc về quy định thì chúng tôi phải dùng là have to. Thì với câu 19 cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý B. Chuyển số 19 chuyển cô sang câu số 20. Với câu 20 bạn sẽ căn cứ bằng từ suggest, chúng ta có cái cấu trúc sau. Chuyển cô có cái cấu trúc là suggest cộng với verbing, gợi ý đề xuất ai đó cùng làm gì với mình. Ngoài ra cô có cái cấu trúc là suggest cộng với that, ok, cộng với chủ ngữ, cộng với should, nhớ, cộng với verb nguyên dạng, đây là should chữ u của cô nhé. Cô đóng bằng ngoặc như này tức là có cũng được, không có cũng được. Vậy thì ở đây giả dụ cô dùng là that thì đằng sau mệnh đề của chúng ta phải chia nguyên dạng cho tất cả các ngôi, chứ không phải chia quá khứ như này, vậy thì A sai. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải áp dụng cái cấu trúc là suggest cộng với verbing. Thì với câu 20, cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý D. Cái gì là bạn tôi đề xuất là bạn tôi gợi ý là xem cái bộ phim tài liệu đó, bởi vì nó sẽ cung cấp nhận là có từ insight là cái nhìn thấu đáo, into về chợ historical event, sự kiện lịch sử. Sau câu số 20 chuyển cô sang với câu số 21. Với câu số 21 câu này sẽ là câu thuộc phạm trù kiến thức về câu hỏi đuôi. Chờ với phạm trù kiến thức về câu hỏi đuôi, em xem cô là you and nhận your friends, bạn và các bạn của bạn, đúng không? Thế sẽ ứng với ngôi là gì đây ạ? Đó, với cái câu số 21 của chúng ta, bạn với các bạn của bạn, đúng không? Vậy nó sẽ ứng với ngôi là gì đây ạ? Nào bạn làm cho cô được câu này ạ? Nhớ, với câu hỏi cô là bạn và các bạn của bạn đã có cái khoảng thời gian tuyệt vời ở bãi biển có phải không? Nào xem cô này, với câu số 21 này em ấy chọn được đáp án của chúng ta là ý A hay là ý B, chắc chắn là ai B thôi đúng không ạ? Cô có từ had là quá khứ, cho vì bên này cô sẽ dùng trợ từ là ở bên này khẳng định thì bên kia phủ định, vậy thì cô sẽ chỉ còn A hoặc B để mà cân nhắc thôi. Nào xem nào, với câu số 21 bạn chọn đáp án ý A là ý B nhá, bạn và các bạn của bạn nó sẽ ứng với ngôi là các bạn nói chung. Và nhớ cô là từ you này của chúng ta này, có thể một người mình cũng dùng là you bạn, còn các bạn thì cũng dùng là you. Đây là bạn và các bạn của bạn, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải chọn đáp án của câu đấy là ý A. Nhớ nhiều đây sẽ hiểu được là các bạn này nhá.
Rồi, xong câu đấy chuyển cô sang với câu số 22. Chuyển câu 22 sẽ là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần cụm động từ trong tiếng Anh. Thì cô có như sau ấy, cô có ý với cụm từ turn down, nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là từ chối. Nghĩa thứ hai là vặn nhỏ âm lượng. Được không ạ? Tiếp này, cô có ý B với cụm từ turn in. Nhờ với cụm từ turn in của chúng ta có nghĩa là gì? Thì cô có cụm từ turn in nghĩa là đi ngủ. Nghĩa là gửi đi. Cái này cô có nghĩa là đi ngủ này, nghĩa là gửi đi. Rồi tiếp này cô có cụm từ turn off nghĩa là tắt. Đấy nhá. Thì cô sẽ có cụm từ turn off. Từ này có hai nghĩa, nó có nghĩa là đến. Đấy, chợ nghĩa là xuất hiện. Chợ hoặc nó có nghĩa là vặn to âm lượng lên. Chợ vậy thì với câu này dịch là họ cần phải làm sao cái invitation. Là cô có từ invitation là lời mời tới party bữa tiệc. Bởi vì họ đã có lịch rồi, có kế hoạch rồi. Vậy trong cái kiểu câu này dịch là họ phải từ chối cái lời mời. Thế với câu số 22, cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý A. Xong câu số 22, chuyển cô sang với câu số 23. Với câu số 23, sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Ok. Nào, với cái câu số 23 của chúng ta, em sẽ căn cứ bằng từ sừng. Chúng ta có cái quy tắc là đây. Với cái quy tắc về sự phối thì chúng ta có quy tắc là trước xin chia hiện tại hoàn thành. Đó, nếu mà trước của nó thì sẽ chia hiện tại thành này. Thế còn sau của nó sẽ chia quá khứ đơn. Em thấy là sau cái từ since em chia được động từ là join là quá khứ đơn rồi. Về trước chia hiện tại thành thì cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta là ý C. Nhớ họ luyện tập mỗi ngày kể từ khi họ tham gia cái đội bóng rổ đó. Họ luyện tập chủ động. Thì với câu 23 cô chọn ý C. Ý B cũng là hiện tại thành nhưng nó có been vào nó thành bị động. Nên ý B không được. Ở sau câu đấy chuyển cô sang với câu số 24. Trở với câu số 24 thì có dấu phẩy. Chúng ta không dùng đại từ quan hệ vợ. Nên ý D cô bỏ. Được không ạ? Rồi tiếp này, bây giờ sẽ xét tiếp cho cô các phương án khác nữa. Thì cô sẽ có với anh ý A, ý B và ý C. Thì bây giờ em muốn biết là dùng cái nào thì em sẽ nhìn cho cô thành phần ở phía sau của chỗ trống trước nhé. Thành phần phía sau của chỗ trống và xem cho cô xem nó là từ loại gì đã. Được không ạ? Nó sẽ là danh từ hay là động từ? Nhờ để chúng ta xác định được là chúng ta sẽ loại tiếp cái anh nào bây giờ. Cho bây giờ sẽ nhìn cho cô như sau, căn cứ cho cô bằng đuôi IZE là đuôi của động từ. Ok. Cô có từ specialize, từ nghĩa là cái cấu trúc là specialize in something chuyên về cái gì. Cái này cô là động từ. Vì phía trước của cô cần chủ ngữ, cô sẽ loại tiếp cái anh ý C. Bởi vì sao? Vì đại từ quan hệ whose nó sẽ phải thay cho tính từ chữ sở hữu trước danh từ. Nên là theo sau nó phải cộng với danh từ chứ không phải cộng động từ như này. Như này cô có là where là trạng từ quan hệ. Thay thế trạng ngữ chỉ nơi trốn. Vậy nó sẽ phải đóng vai trò làm trạng ngữ trong mệnh đề quan hệ. Chứ không phải đóng vai trò làm chủ ngữ. Nên ý A của cô cũng sai. Do đó với câu số 24, cô chọn được câu đấy là ý B. Sau câu số 24, chuyển cô sang câu số 25. Chợ với câu số 25, đây là câu thuộc phạm trù kiến thức về mạo từ. Chợ khi tôi còn bé, tôi luôn muốn trở thành một nghệ sĩ. Về đây sẽ là chúng ta sẽ phải sử dụng mạo từ gì đứng trước danh từ chỉ nghề nghiệp. Cái này các bạn sẽ phải động lại cái vốn kiến thức về mạo từ của em. Vậy nhá. Chúng ta có cái quy tắc là người ta sử dụng mạo từ ơ ân trước danh từ chỉ nghề nghiệp. Vậy đây bạn sẽ xem cho cô như sau này. Với từ artist, từ này của chúng ta bắt đầu bằng chữ A là một nguyên âm. Vậy cô sẽ phải sử dụng mạo từ là ân. Vậy thì với câu 25, cô chọn được câu đấy là ý A. Được không ạ? Câu số 24 dịch là cái nhà hàng. Chợ mà chuyên những cái món ăn, như là cái nhà hàng mà chuyên đồ hải sản ấy. Thì lúc nào cũng đông khách suốt cuối tuần nhớ. Cuối tuần nào cũng rất là đông khách. Rồi xong câu số 25, chuyển cô sang với câu số 26. Chợ với cái câu số 26 đó sẽ là cái câu thuộc phạm trù về phần từ trái nghĩa. Với phạm trù về từ trái nghĩa thì cách làm cũng sẽ giống như dạng bài tìm từ đồng nghĩa thôi. Chợ em sẽ phải xét ngữ cảnh của cái câu này. Hiểu rồi xét nghĩa của các phương án và chọn cho cô một phương án nó có nghĩa trái ngược với nghĩa của cái cụm từ này. Chờ em xét ngữ cảnh của câu này để từ ngữ cảnh đấy em sẽ suy ra nghĩa của cái cụm từ đọng ở trên này. Sau em sẽ xét nghĩa của các phương án nhẹ và chọn cho cô một cái phương án nó có nghĩa trái ngược với nghĩa của cái cụm từ đọng ở trên này. Thì cô sẽ có như sau: being at nhớ on weekends I usually engage in nhớ hobbies like painting or reading. Về dịch là cái gì đó vào cuối tuần thì tôi thường như là thường có những cái sở thích như là vẽ tranh và đọc sách. Vậy thì với câu này dịch là
rảnh rỗi vào cuối tuần thì mới làm được việc đấy, đúng không ạ? Vậy với cái câu này cô sẽ phải dịch được là rảnh rỗi vào cuối tuần. Nhờ tôi thường có cái sở thích là vẽ tranh, nhờ hoặc đọc sách nhá. Thì từ đó cô sẽ ra cụm từ đều chúng ta nghĩa là rảnh. Vậy nó sẽ bằng với từ free là rảnh. Nhưng cô cần tìm từ trái nghĩa cơ nên cô sẽ không chọn ý A. Trường tiếp này cô có ý B với từ confident nghĩa là tự tin, vậy B không phải. Cho bây giờ cô sẽ chỉ còn anh ý C hoặc là anh ý D thôi. Thì với câu này sẽ chọn đáp án là ý C hay là ý D đây ạ. Nào xét nghĩa của hai anh nữa cho cô. Thì cô sẽ thấy được là với cái anh ý C, đúng không ạ? Cô có xem là với cái anh ý C cô có với cái tính từ sau. Với từ reluctant nghĩa là miễn cưỡng, nghĩa với C không phải rồi. Do đó bằng phương pháp loại trừ, cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta, đáp án sẽ phải là anh ý D. Cho ý D từ này của mình sẽ có nghĩa là gì ạ? Nhờ, chắc chắn nó sẽ có nghĩa là bận rồi. Thì cô có từ occupied, từ đấy bằng với từ busy là bận em nhé. Vậy 26 cô chọn được câu đấy là ý D. Còn 10 phút nữa thôi chắc là cô Trang không chữa kịp chữ đọc hiểu rồi. Vậy cô sẽ chữa cái phần này cho em này. Chờ cô sẽ chữa câu 32 và câu 33. Với câu 32 và câu số 33 với dạng kết hợp cơ nhá. Phần đọc hiểu các bạn tham khảo lời giải chi tiết giúp cô. Chờ trong cái cuốn sách này có lời giải chi tiết đó và có cả phần dịch đoạn văn nữa. Rồi với cái câu số 32 và câu số 33 em xem cho cô xem này. Rồi với câu số 32 em nhìn thoáng qua bốn đáp án của câu này. Cho em sẽ thấy được là đây sẽ là thuộc phạm trù kiến thức về câu điều kiện em nhé. Với phạm trù kiến thức về câu điều kiện em sẽ xét cho cô động từ cho câu gốc của chúng ta. Động từ cho câu gốc của em thấy được là động từ này đang chỉ ở thì quá khứ. Mà nếu mà quá khứ thì em sẽ đưa về loại 3. Đúng không ạ? Đằng sau lại thấy có từ is là hiện tại. Hiện tại em sẽ đưa về loại 2, vậy câu sẽ là điều kiện trộn. Điều kiện trộn là vế nào chưa được về đấy nhé. Mệnh đề if chia ở loại 3. Loại 3 thì động từ trong mệnh đề if phải chia thì quá khứ hoàn thành. Ý A với động từ là thuộc là quá khứ đơn nên ý A sai. Chờ ý C với động từ là thành có S hiện tại đơn, ý C sai. Vậy cũng sẽ được là B và D đều đảm bảo là mệnh đề if chia thì quá khứ hoàn thành. Rồi mệnh đề đằng sau của cô nhá, nó sẽ phải dùng là mệnh đề chính của điều kiện loại 2. Điều kiện loại 2 có cái cấu trúc là ut cộng với vâng về dạng chứ không phải là ut cộng với, chứ không phải là cấu trúc là ut cộng với hợp của phần thứ hai. Cho ý đề cô là trọn vẹn điều kiện loại 3 nên D sai. Do đó với câu 32 cô chọn được câu đấy là ý B. Nhớ dịch câu này. Dịch là Nam đã không nghe theo lời khuyên của bạn thân anh ấy. Đấy là lý do tại sao anh ấy mất việc. Nhớ, à sorry, đấy là lý do tại sao anh ấy thất nghiệp. Cô có cụm từ out work là thất nghiệp. Chờ anh này không nghe theo lời khuyên của bạn thân. Đấy là lý do tại sao anh ta bị thất nghiệp. Vậy gì ạ? Nếu như anh ta mà nghe theo lời khuyên của bạn thì anh ta đã không bị thất nghiệp. Nhờ xong câu số 32 chuyển câu sang câu số 33. Chờ với cái câu số 3 em nhìn này, thoáng qua bốn đáp án câu này của chúng ta em thấy rằng đây là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần đại từ quan hệ. Để nhớ xem cho cô xem này. Nhờ thứ nhất là nếu như em chọn ý B em sẽ hiểu rằng là đại từ quan hệ dạng thay thế từ classmate, nhờ những người bạn cùng lớp của anh ấy. Vậy nếu như mà thay thế cho cái từ classmate thì đằng sau cô sẽ không còn dùng cái từ them nữa, đúng không ạ? Vì them ở đây chính là những người bạn cùng lớp của anh ấy. Khi em sử dụng đại từ quan hệ thay thế từ gì ở mệnh đề sau thì cái từ đó phải được bỏ đi. Nên ý B của cô sai là vì thế nhá. Rồi tiếp này, ý C của cô thì sao? Dùng đại từ quan hệ whom thay danh từ chỉ người. Vậy thì ở đằng trước với từ classmate là danh từ chỉ người bạn cùng lớp, vậy dùng whom không có vấn đề gì cả. Nhưng mà anh ta mời họ đến, ở câu gốc là anh ta mời họ đến. Trong đó ý C là anh ta được mời tới, vậy C sai về nghĩa rồi. Đúng không ạ? Tiếp này, ý D thì chắc chắn là bỏ rồi. Tại sao cô lại bảo ý D bỏ? Đấy nhá, bởi vì với cái anh ý D tương tự như vậy, đúng không ạ? Bạn cũng căn cứ cho cô bằng cái danh từ phía trước của chúng ta, đó là từ với từ classmate. Nhờ, từ này cô là danh từ chỉ người, trong đó đại từ quan hệ which thay thế danh từ chỉ vật, vậy D sai. Sau đó bằng phương pháp loại trừ, câu 33 cô chọn được câu đấy là ý A. Sau đó chuyển cô sang câu 34 và câu 35. Với câu số 34 là kiểm tra về cách phát âm của đuôi ED. Thì bạn nhớ cô là trong tiếng Anh những từ tận cùng của đuôi ED mà trước nó là chữ T hoặc D thì ED sẽ được phát âm là ED. Đấy nhá, trước nó là th, hoặc là D, đúng không? Thì ED sẽ được phát âm là ED. Vậy thì 34 cô chọn được ý C luôn. Rồi với câu số 35 là kiểm tra về phát âm của nguyên âm. Vậy thì cách làm duy nhất là chúng ta sẽ phải đọc cho cô cái từ đó lên. Rồi chú ý xem phần cái chân được phát âm là gì. Và sẽ phải tìm ra một cái từ mà có phần cái chân được phát âm khác so với cái từ còn lại. Cho em không nhất thiết phải đọc hết cả bốn từ. Và em cũng không cần phải đọc đúng thứ tự ABCD. Cứ từ nào em chắc chắn về phát âm của nó em đọc trước. Cứ có ý A đọc như sau. Thì là từ đọc là sound. Âm đấy của cô là R. Được không ạ? Rồi ý B đọc là called, âm đấy của cô cũng là R. Rồi tiếp này ý C đọc là around, âm đấy của cô là R.
ý đề của cô khác, đúng không? Ý đề với từ cụ là ô. Rồi với câu số 36, nó là dạng bài tìm từ đồng nghĩa. Với dạng bài tìm từ đồng nghĩa, cách làm cũng giống như dạng bài tìm từ trái nghĩa. Cho em cũng sẽ dùng ngữ cảnh của câu để đoán nghĩa của cái từ in đậm gạch chân này. Sau đó em sẽ xếp nghĩa của các phương án và chọn cho cùng một cái phương án nó sát nghĩa nhất với nghĩa của cái từ in đậm gạch chân này. Nghĩa là xem như sau này. Với cái câu này của chúng ta, em sẽ phải dịch cho cô cái câu số 36 này. Giả dụ như là em không biết từ, đúng không ạ? Thì em sẽ dịch như nào? Cho em tra từ giúp cô rồi em dịch. Nhưng mà bây giờ cô sẽ có như sau, cô có với tính từ sau. Với từ renewable nghĩa là có thể tái tạo. Chờ energy resources nghĩa là nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thì cô có là renewable energy resources. Chờ can help conserve fossil fuel and reduce carbon emission. Và dịch là nguồn năng lượng tái tạo có thể giúp, gọi giúp gì ạ? Giúp bảo tồn nhiên liệu hóa thạch nhẹ và reduce giảm carbon emission, kiểu cái lượng phát thải carbon. Vậy từ những ngữ cảnh câu này cô sẽ ra động từ conserve nghĩa là tiết kiệm nhé. Thì cô có ý A với động từ waste là lãng phí, vậy A không phải. Ý D với động từ produce là sản xuất, không phải. Nhờ ý B với động từ spend nghĩa là tiêu dành, không phải. Nhờ tiêu tiền này, đúng không ạ? Chi tiêu này, hoặc là spend là dành thời gian và cái gì ấy. Vậy thì với câu 36, cô chọn được câu đấy là ý C với động từ save, là tiết kiệm, là gìn giữ. Rồi, chúng ta còn một bài tập đọc điền nữa. Cố bài tập đọc điền là xong. Chợ với cái dạng bài tập đọc điền như này thì cô Tranh vẫn bảo với em ấy là vì bài tập đọc điền phần thông tin nó bị khuyết, vì vậy mà cách làm chúng ta sẽ không làm theo cái phương pháp đọc dịch nhá, mà chúng ta sẽ xét từng câu hỏi. Chợ và tùy vào từng dạng câu hỏi khác nhau chúng ta sẽ có hướng làm khác nhau. Với câu số 37, em nhìn thoáng qua bốn đáp án của câu này, thì em thấy rằng là bốn đáp án là bốn từ vựng với cái nghĩa của nó khác nhau. Vậy đây sẽ là dạng câu hỏi về nghĩa của từ. Chờ với dạng câu hỏi về nghĩa của từ, chúng ta sẽ phải xét từng từ một, đúng không ạ? Xét nghĩa của nó. Sau đó em sẽ phải xét cái, em phải dịch cái câu vào cái chỗ trống nó cần điền. Để em xét xem là với ngữ cảnh câu đấy sẽ cần điền từ với nghĩa là gì. Nhớ bây giờ cô sẽ xét ý A này. Ý A với từ sau. Nhờ cô có từ variation. Nhờ với cái từ là variation nghĩa là sự biến đổi, nghĩa là sự thay đổi, nhờ về mức độ, về số lượng nhá. Cô có từ vary, mới gốc từ là từ vary nghĩa là thay đổi, là dao động. Thì cứ có từ variation nghĩa là sự thay đổi, nhận sự dao động, sự biến đổi, trở về mức độ nhá, về số lượng. Rồi tiếp này xét cho cô đến với cái anh ý C của chúng ta thì sao? Nhớ xem cho cô xem là với cái sorry với cái anh ý B trước, đúng không? Ý B cô với cái gốc từ là từ adjust là điều chỉnh, bây giờ nó thêm đuôi mần và nó tạo thành danh từ. Thì nhá, vậy thì cô sẽ có với danh từ với từ adjustment nghĩa là gì? Nghĩa là sự điều chỉnh. Nhớ ạ, sự điều chỉnh, sự thay đổi. Đấy nhá. Cái sự điều chỉnh, sự thay đổi nhỏ thôi đấy. Vậy thì cái anh ý B của cô cứ để nghĩ đã, để nghĩa đấy nhá. Rồi thế còn ý C của cô với từ shift nghĩa là sự thay đổi, nhận về vị trí, về bản chất, về hình dáng. Thế còn ý D của cô với từ arrange là sắp xếp, thì cô có từ rearrange nghĩa là sắp xếp lại, thêm đôi mình thợ anh danh từ, hay là sự sắp xếp lại, sự bố trí lại. Nên sẽ phải xét cho cô ngữ cảnh câu này sẽ dùng từ với nghĩa là gì. Thì là trong những năm gần đây, chợ eating habits, thói quen ăn uống, đúng không ạ, đã chứng kiến một cái gì đó đáng kể đấy. Thì là dịch là trong những năm gần đây thì cái thói quen ăn uống đã chứng kiến một cái sự thay đổi đáng kể đấy. Vậy thì ở đây bạn sẽ phải dùng cho cô với nghĩa là sự thay đổi. Ý này có nghĩa là điều chỉnh thì không phải, đúng không ạ? Tiếp này, ý C của cô là cũng là sự thay đổi nhưng mà thay đổi về vị trí, nghĩa thay đổi về hình dáng. Chờ, vậy thì ý C của cô không phải rồi. Ý D nghĩa là sự sắp xếp lại, sự bố trí lại. Đấy, chờ, vậy thì cô sẽ có nhá. Nhờ chưa, từ từ này, với cái câu này của chúng ta, đúng không? Nhờ chúng ta xem cho cô xem này, với cái câu này từ từ nhé. Nhờ chúng ta có ý A với từ variation nghĩa là sự thay đổi về lượng, về mức độ. Đấy. Thế còn ý C của cô nghĩa là sự thay đổi về vị trí, về bản chất, nhờ về hình dáng. Vậy thì bây giờ em sẽ phải dịch cho cô tiếp cái đằng sau xem nó thay đổi kiểu gì. Nhờ thì cô sẽ dịch như sau này. Nó dịch là những cái lối sống hiện đại, đúng không ạ? Được biểu thị, đúng không ạ? Bằng cái lịch trình dày đặc này, nhựa và cái lối sống thành thị dẫn đến một cái xu hướng chuộng những cái món ăn nhanh và tiện lợi. Vậy cái này nó sẽ là thay đổi về bản chất của thói quen ăn uống chứ không phải thay đổi về số lượng hay mức độ đấy nhá. Ý là cô là có là cái sự thay đổi dao động về số lượng, về mức độ. Thế còn ý D của chúng ta là thay đổi về vị trí, về hình dáng, về bản chất. Vậy đây sẽ là cái bản chất, nhựa cái bản chất của thói quen ăn uống đã thay đổi từ cái kiểu là chuyển sang những cái món bữa ăn nhanh và tiện lợi.
Vậy thì với câu số 37, chúng ta sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý C. Số 37 chuyển cô sang câu số 38. Trở với cái câu số 38, bạn thấy rằng đây sẽ là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần lượng từ. Nhớ xem cô rồi. Phía sau chỗ trống của chúng ta sẽ nhìn thấy từ đấy cô bắt đầu bằng chữ P. Trở về nó là phụ âm rồi, chắc chắn cô sẽ bỏ cái gì ha. Đúng ạ, rồi tiếp nhé. Cô sẽ xét tiếp này, xét cho cô cái danh từ phía sau chỗ trống, nhìn cho cô xem là cái danh từ đấy là danh từ số nhiều hay là danh từ số ít, nhỡ danh từ đếm được hay là danh từ không đếm được, thì bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cái từ sau. Thì căn cứ bằng từ preference, nhỡ từ này của chúng ta là danh từ đếm được. Vậy nếu đếm được thì bạn sẽ thấy là sau cái từ many, nó phải cộng với danh từ số nhiều cơ. Nên là ý B của cô không được. Nhớ tiếp này, cô có là từ few, sau few cũng cộng với danh từ số nhiều. Nhỡ sau many cộng với danh từ số nhiều nghĩa là nhiều. Thế còn sau từ few cộng với danh từ số nhiều nghĩa là rất rất ít, hầu như không có. Vậy thì cô sẽ thấy được là nếu em chọn B với D thì danh từ của cô phải thêm S cơ. Đúng ạ. Nên là ý B, D của cô sai. Sau đó với câu này cô sẽ chọn được. Đáp án sẽ phải là ý B, à ý C. Nhá. Ý C sử dụng mà từ ơ chứ danh từ đấy mang nghĩa là một. Được không ạ? Chờ cô có từ preference for something. Nhờ ưa chuộng cái gì hơn, thích cái gì hơn. Vậy thì cô sẽ dịch hoàn chỉnh cái câu số 2, dịch là cái lối sống hiện đại. Đúng ạ. Được biểu thị bằng cái lịch trình dày đặc này. Đấy. Và cái cuộc sống thành thị đã dẫn tới, nhờ dẫn tới một cái xu hướng thích những cái bữa ăn nhanh và tiện lợi. Rồi với câu số 39, nhìn thoáng qua bốn đáp án của câu này, em thấy rằng đây là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần liên từ nhá. Rồi bạn thân mến, cái từ với từ preference, nghĩa cô có từ preference, từ này của chúng ta có nghĩa là cái xu thế hoặc cái xu hướng là thích cái gì đó hơn nhá. Đúng ạ, cái thực tế là mình thích một cái gì đó, đúng ạ, hơn những cái khác. Rồi xong câu đấy, cái này mình có thể dịch là cái sở thích, đúng ạ, hoặc là cái xu thế, đúng ạ, mình có thể dịch là cái sở thích, đúng ạ, hoặc là cái xu hướng thích. Đấy, em có thể dịch là sở thích hoặc cái xu hướng thích nhá, xu hướng chuộng cái gì đó hơn. Xong câu số 38 chuyển cô sang câu số 39. 39 sẽ là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần liên từ. Ok, vậy với cái câu số 39 này, em đã chọn được đáp án của câu đấy là ý gì? Thứ nhất này, em thấy là đằng sau có đúng một cái từ là từ this. Vậy thì cô sẽ không thể chọn đáp án ý C được, bởi vì sao? Vậy chúng ta có lý thuyết là sau although cộng với một mệnh đề, chứ không phải là có một mình từ như này, đúng chưa? Nghĩa là cô có là although cộng với một mệnh đề, nó sẽ bằng với từ despite, đằng sau cộng với cụm danh từ. Chợ hoặc là verb mang nghĩa là mặc dù. Rồi, tiếp này cô có từ since, từ này bằng với từ as, nghĩa là bằng với từ because, nghĩa là bởi vì. Và đằng sau nó cũng phải cộng với một mệnh đề chủ ngữ verb. Nhờ về đây có từ this thì cô sẽ không chọn ý D được. Thì cô sẽ có ý A, cái này lúc trước cô cho anh giảng rồi đúng không ạ? Với cái anh là because, đằng sau cụm danh từ. Nó cộng với cụm danh từ của mình, mang nghĩa là bởi vì. Vậy thì với cái câu số 39 này, thì em muốn làm được cái câu này đúng không ạ? Vì cái liên từ này của em đứng ở đầu câu này. Mà bản chất của liên từ nó sẽ là liên kết cái mệnh đề phía trước với mệnh đề phía sau. Liên kết cái câu phía trước với câu phía sau. Vậy em sẽ phải dịch cho cô từ cái câu đằng trước gối sang câu phía sau. Thì cô dịch cái rồi. Cô có từ fast food chain, nghĩa là cái chuỗi, những cái chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh. Chợ và cái dịch vụ giao hàng, nghĩa đã trở lên làm sao phổ biến, nó đã trở lên phổ biến. Nhớ cô nói lại đây. Là những cái chuỗi cửa hàng ăn nhanh, đúng không ạ? Và cái dịch vụ giao hàng đã trở lên phổ biến. Nhớ nó làm sao alter. Cô có từ alter, altering, thay đổi. Nghĩa là thay đổi cái cách ăn uống truyền thống. Nhá, rồi, để dịch cho cô đằng sau này, dịch là mặc dù cái điều này hay là dịch là bởi vì điều này. À, được chưa? Nhá, em sẽ dịch là mặc dù điều này, mặc dù như vậy hay điều hay là bởi vì như vậy. Chứ chúng ta sẽ có ở đằng sau này, cô có từ emphasis, nghĩa là chú trọng vào. Đấy, nhớ cho cô này, cô cho anh mở rộng cái cấu trúc này ra cho em. Nhớ, trong cái quá trình, hôm nay cô cho anh chữa hơi nhanh. Chứ còn bình thường nếu mà trong cái quá trình em luyện đề thì em chịu khó khai thác từ đề ra để học. Đó, ví dụ nhắc cái câu này cô sẽ khai thác như sau này. Cô có từ emphasis on something, nghĩa là chú trọng vào cái gì. Đó, đúng ạ. Cô có từ choice là lựa chọn. Chợ health conscious, nghĩa là ý thức về sức khỏe. Chợ evident là hiển nhiên. Đó, vậy thì cô dịch là mặc dù vậy, đúng không ạ? Thì cái sự chú trọng, nhờ những cái lựa chọn. Cô dịch là mặc dù vậy, nhưng mà ngày càng có cái sự chú trọng về những cái lựa chọn mà có ý thức tới sức khỏe. Đấy. Nhờ vậy thì ở đây, chúng ta thấy được là phía trước thì người ta đề cập tới là vì cái cuộc sống bận rộn, vì lịch trình dày đặc nhá, nên là người ta chuộng những cái đồ ăn nhanh tiện lợi, nên là cái chuỗi cửa hàng ăn nhanh và cái dịch vụ giao hàng đấy rất là phổ biến, thay đổi cái thói quen ăn uống truyền thống của chúng ta. Nhưng mà mặc dù như vậy, nhưng mà cũng đúng ạ, cái sự chú trọng
Đấy, mặc dù như vậy nhưng mà cái sự chú trọng ngày càng tăng đối với những cái sự lựa chọn mà nó ra lại có ý thức về sức khỏe, nhớ vẫn rất là hiển nhiên, vẫn rất là rõ. Vậy thì ở đây cô sẽ cần từ nghĩa là mặc dù vậy. Thì với câu 39 cô chọn được câu đấy là ý B. Số 39 chuyển cô sang câu số 40. Câu 10 sẽ là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần đại từ quan hệ. Nhận xem cho cô này. Ở phía sau chỗ trống em nhìn thấy có từ A là động từ. Vậy sinh ra chỗ trống của chúng ta sẽ phải cần chủ ngữ. Nếu cần chủ ngữ thì cô sẽ không chọn when. Bởi vì sao? Thì when là trạng từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ thời gian. Và đóng vai trò là trạng ngữ trong mệnh đề quan hệ. Nó đóng vai trò làm trạng ngữ chứ không phải làm chủ ngữ được. Nhìn nhá, tiếp này. Cô sẽ bỏ tiếp cái anh ý C. Bởi vì sao? Vì whom là đại từ quan hệ thay thế danh từ chỉ người. Nhưng nó chỉ đóng vai trò làm tân ngữ trong mệnh đề quan hệ thôi chứ không thể làm chủ ngữ được. Nên ý C của cô sai. Bây giờ cô còn who và which. Đại từ quan hệ which thay thế danh từ chỉ vật. Đại từ quan hệ who thay thế danh từ chỉ người. Vậy thì ở phía đằng trước này của chúng ta, em xem cho cô xem là ở đây nó là danh từ chỉ người hay là danh từ chỉ vật. Vậy thì tức là em phải biết được cái từ đó, đúng không ạ? Thế nhá, bạn nào biết cái từ này có nghĩa là gì đấy ạ? Chờ cô có với từ sau. Với từ individual nghĩa là cá nhân, rất là nhiều cá nhân. Đấy. Đấy, chờ, đang lựa chọn những cái thành phẩm mà tươi hơn, đúng không ạ? Vậy thì với câu này chúng ta sẽ thấy được là cá nhân là từ chỉ người. Vậy thì với câu số 40, cô chọn được câu đấy của chúng ta phải là ý D cơ. Ok chưa? Để nhá. Rồi bạn thân mến, vậy là sau thời gian 1 tiếng, hơn 1 tiếng một xíu đúng không ạ? Cô cho anh chữa được 35 trên tổng số 40 câu trong đề này. Còn bài tập đọc hiểu các bạn tham khảo lời giải chi tiết. Nếu như mà lời giải chi tiết mà em có chỗ nào không rõ thì em có thể đặt câu hỏi chuyên môn để mà các anh chị trợ lý của cô sẽ hỗ trợ giải đáp cho em nhé. Và thân mến, vậy là buổi hỗ trợ của cô Trang đến đây là hết rồi. Nhờ cô Trang hẹn gặp lại các bạn vào lúc 21:30 của tối thứ bảy tuần này. Nhớ này, 21:30 của tối thứ bảy tuần này cô Trang tổ chức thi thử vào 10. Vào lúc 22:30 cô Trang sẽ live stream chữa cái đề thi thử đó và định hướng cái định hướng về cái nội dung ôn tập cũng như là cái phương pháp ôn tập hiệu quả cho cái giai đoạn cuối này em nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tối thứ bảy tuần này.